Cố lên, cố lên. Chậm thôi, chậm thôi, cố gắng nào. Đúng rồi, chính xác, chính xác, chính xác. Rồi, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Họ đang tận dụng thời gian rất là tốt ạ. Rất nhịp nhàng, đội này bây giờ nhịp nhàng rồi, thực sự là một đội rồi đấy ạ. Cố lên, cố lên, hay quá, quá hay. Quá hay, quá hay, quá hay. Chậm thôi, chậm thôi. Không sao, không sao. Sai làm lại, không sao cả. Cố lên, cố lên. Năm, bốn, ba, hai, một. Hết thời gian. Một. Bốn điểm dành cho Đại Bàng. Chỉ cần sở hữu 5 trái bóng là các bạn thắng luôn. 2 phút dành cho chim non. 3, 2, 1, bắt đầu. Hay, 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 hay. Wow. Đúng là có sự rút kinh nghiệm thật. Đội này họ rất là bình tĩnh. Vào vòng 16m50 rồi, có ghi bàn không? Hai trái. Đội này cứ như thể là họ biết nhau cả năm trời rồi, rất hiểu ý nhau. Hay quá. Ai là người ghi bàn đây? Hay quá. Thừa cơ hội để phá kỷ lục của đội Đại Bàng. Chim non cố lên nào, cố lên. Đây, trái bóng quyết định họ có chiến thắng hay không này. Đây. Đội này phải nói là rất bình tĩnh ạ. Tâm lý thi đấu của họ rất tốt ạ. Vẫn còn thời gian, vẫn còn thời gian. Xây cầu dẫn bóng, kỷ lục có thuộc về chim non không? Các bạn còn 20 giây. Các bạn còn 20 giây. 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết thời gian. Thành tích của chim non là 6 trái bóng. Chiến thắng của họ rất là thuyết phục. Đại Bàng nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt từ phía khán giả. Còn chim non, các bạn nhận được giải thưởng đồng đội 3 triệu đồng. Xin chúc mừng. Đội chúng mình sẽ liên hoan thế nào đây nhỉ? Chị đều ạ. Chị đều ạ. Bộ trưởng đồng ý không ạ? Đồng ý. Những không khí rất vui tại trường quay của giờ thứ 9. Chúng ta đã có những tiếng cười và có cả những phần quà giá trị dành cho các cổ động viên đáng yêu của chúng tôi. Còn bây giờ thì sau khi đã nhận quà rồi, hãy trở lại với nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là cổ vũ cho hai đội chơi đại diện cho Công đoàn Cao su Việt Nam ngày hôm nay. Ngay bây giờ phần chơi cuối cùng của giờ thứ 9 đang chờ đợi họ, có tên gọi về đích Dinh Hoa. Vô cùng quen thuộc với những người chơi đáng yêu của trường quay giờ thứ 9. Vé ở đâu là vé ở đâu ạ? Thế thì ngay bây giờ giơ cao tấm vé của mình lên và hãy soi thật là kỹ con số trên đó, bởi vì nó rất có thể sẽ mang lại may mắn và biến các anh chị trở thành người chơi chính thức của phần về đích Dinh Quà. Và người sẽ mang lại may mắn cho các anh chị đó chính là hai nghệ sĩ khách mời của chúng tôi ngày hôm nay. Lượt quay đầu tiên thuộc về chị Tranh, mời chị. Với lượt quay thứ hai. Con số gì đây? Là con số 10. 15. Còn một lượt nữa dành cho chị Tranh ạ. Rồi. Mời chị. Hai mươi lăm. Đầu hai này. 21. 20. Gói câu hỏi của phần về đích Dinh Quà đang chờ đợi hai đội chơi đại diện cho Công đoàn Cao su Việt Nam. Và bây giờ thì câu hỏi đầu tiên, câu hỏi trị giá 2 triệu đồng là một câu hỏi tình huống sẽ được gửi tới với phần thể hiện của hai diễn viên Nguyên Khang và diễn viên Phương Thanh. Xin mời. Dạ chào anh.
Chào chị. À, tôi tới để xin phép tuyển dụng vị trí lễ tân. Hả? Chị nói ứng tuyển vị trí lễ tân à? Đúng rồi. Chị quay vòng cho tôi xem ơi. Quay vòng. Quay là quay thôi à. Nè, tôi nói chị nghe nè. Tầm tuổi này, trên 40 tuổi rồi đó, thì thôi không ấy, mình ở nhà mình nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng đi, rồi mình làm nội trợ. Chứ mà mình đi đăng ký tuyển dụng lễ tân làm gì, đúng không? Mà tôi nói chị nghe nè, cái vị trí lễ tân này nó quan trọng. Nó phải tuyển những cái cô phải vui vẻ, niềm nở. Tôi có vui mà. Đâu, chị cười lên trời coi. Nhưng mà tôi nói chị nghe là trên 40 tuổi là tôi không đồng ý rồi. Không có cái quy định nào mà không có cho các người 40 tuổi mà đi tuyển dụng công việc hết á. Với lại anh ra thông báo, anh cũng đâu có thông báo rõ là bao nhiêu tuổi đâu. Tôi là người tuyển dụng, tôi thích là tôi tuyển, tôi không thích là tôi không tuyển. Mà tôi bây giờ á, tôi những người trên 40 tuổi là tôi sẽ không tuyển. Nói chuyện vô lý, vô duyên,